Vẽ tác phẩm gì lên một gốc cây mà nặng gần 2 tấn? May mắn bác khách chuyển cho chúng tôi một gốc cây lớn nên việc lên ý tưởng cho tác phẩm là cả một quá trình suy tư và vận dụng. Và để ra được mẫu tranh này thì chúng tôi cần phải dựng được cái gốc cây này vào trong xưởng để có thế đứng và sau đó sẽ ngắm cái gốc cây theo từng cái dáng, từng cái vị trí để có thể ra được mẫu. Và đây rồi, ý tưởng bắt đầu tuôn trào, chúng tôi đã kịp thời phác họa lên bản vẽ giấy. Và khi bác khách nhìn thấy cái bản vẽ giấy này thì đã đồng ý luôn cho chúng tôi thực hiện được cái tác phẩm này lên trên cái phôi gỗ gốc lớn này. Và sau đó thì chúng tôi đã phác thảo trực tiếp lên trên phôi gỗ gốc. Và có lẽ đến đây thì các bác đã bắt đầu nhận ra những cái đường nét của cái bức tranh mà chúng tôi khắc họa lên trên cái gốc này về có cái chủ đề là liên quan về con rồng. Nhưng mà tên của tác phẩm thì sẽ cực kỳ là độc đáo nhá. Chúng tôi sẽ bật mí với quý vị trong cái clip tiếp theo khi mà bác khách ra ngoài đây để thực hiện cái lễ khai mộc cho cái tác phẩm này. Và các bác hãy cùng nhìn lại một lần nữa cái gốc cây khổng lồ mà tôi đứng bên cạnh khi mà nó đã cao hơn gần gấp 2 và giang tay ra để ôm không hết. Và hãy cùng chờ đón cái clip trong cái ngày khai mộc mà đón bác khách từ trong Sài Gòn ra nhá.